trở lại với bóng đá mơ. Và sau đây sẽ là những tin chính có trong video ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của bóng đá mơ. Thưa quý vị, sau khi Iraq rút lui vì sợ dịch corona, VFF đã mời được Kyrgyzstan đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam ngày 26 tháng 3, dự kiến ở sân Bình Dương. VFF phải cố gắng tìm kiếm đối thủ thay thế để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có cơ hội chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào cuối tháng 3. Hôm nay, Kyrgyzstan đã nhận lời. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Lê Hoài Anh nói. Trước đó, VFF phải hủy trận giao hữu với Iraq do đội bạn e ngại dịch Covid-19 không muốn tới Việt Nam. Khó tìm đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thậm chí đã tính tới phương án tìm một câu lạc bộ trong nước để đá tập. Huấn luyện viên Park coi trọng trận đấu với Kyrgyzstan bởi đây là màn thử lửa trước chuyến làm khách của Malaysia. Trong khi đó, đối thủ cũng hài lòng khi được mời dự trận đấu bởi ngày 31 tháng 3, họ sẽ đối đầu Myanmar. Kyrgyzstan đang đứng thứ hai bảng F với 7 điểm, kém ngôi đầu của Nhật Bản 5 điểm. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên sân Bình Dương, nhưng sân thống nhất cũng là phương án được tính tới nếu có trục trặc. Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21 tháng 3 tại phía Nam, nơi có điều kiện thời tiết nắng nóng tương tự Jakarta của Malaysia. Thầy trò ông Park đang dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại, đạt 11 điểm sau 5 trận. Đội sẽ tới sân Bukit Jalil làm khách của Malaysia vào ngày 31 tháng 3. Vâng, thưa quý vị, với tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam, nhiều khả năng các cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai sẽ đóng vai trò trụ cột trong các trận đấu tới đây tại vòng loại World Cup 2022. Dù thi đấu thất thường ở giải quốc nội, nhưng các tuyển thủ quốc gia trong đội hình Hoàng Anh Gia Lai luôn được đánh giá cao. Ở họ sở hữu những kỹ năng nổi bật, tố chất riêng biệt mà không cầu thủ ở đội bóng nào có được. Trong hai lần tập trung vào tháng 3 và tháng 6 sắp tới, các cầu thủ thuộc biên chế đội bóng phố núi sẽ đóng vai trò quan trọng khi mà một số trụ cột của đội tuyển Việt Nam vắng mặt vì lý do riêng. Ở hàng thủ, nơi Trọng Hoàng nghỉ thi đấu vì án treo giò, nhiều khả năng huấn luyện viên Park sẽ sử dụng trở lại Vũ Văn Thanh. Trước khi Trọng Hoàng tỏa sáng ở vai trò của một cầu thủ chạy cánh phải, Văn Thanh chính là hậu vệ phải số 1 của đội tuyển Việt Nam từ năm 2016. Ở Văn Thanh là nền tảng thể lực sung mãn, dù vậy lối chơi của cầu thủ này lại rất mềm mại, với khả năng hỗ trợ tấn công, phối hợp cực kỳ đa dạng. Chấn thương dây chằng đã ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của Văn Thanh, nhưng xét về thực lực thì hiếm cầu thủ nào ở Việt Nam có thể qua mặt ngôi sao người Hải Dương. Nơi tuyến giữa, Tuấn Anh chắc chắn là con bài không thể thay thế. Chỉ cần 3 trận đấu ở vòng loại World Cup, Tuấn Anh đã tạo niềm tin vững chắc nơi huấn luyện viên Park. Cầu thủ người Thái Bình chính là mẫu tiền vệ trung tâm mà ông tìm kiếm bấy lâu nay. Tuấn Anh chơi bóng mềm mại, thoát pressing tốt, không ngại tranh chấp. Nhìn cái cách Tuấn Anh xử lý bóng trước vòng vây các cầu thủ UAE hay Thái Lan mới thấy đẳng cấp thực sự khác biệt. Cái tên tiếp theo rất đáng được kỳ vọng là Văn Toàn, cầu thủ gốc Hải Dương mạnh mẽ ở tốc độ. Triết lý phòng ngự phản công mà ông Park xây dựng cho đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn phù hợp nhờ khả năng khuấy đảo hàng thủ đội bạn. Tốc độ của anh luôn khiến các hậu vệ cao to gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng là Công Phượng. Tiền đạo cắm số 1 mà ông Park tin tưởng hiện nay là Tiến Linh. Tuy nhiên, Tiến Linh là dạng tiền đạo cắm mục tiêu nên trong thế trận cần sự linh hoạt, Công Phượng mới là ứng cử viên rất đáng chờ đợi. Với việc trở lại Việt Nam, người ta hy vọng Công Phượng sớm lấy lại phong độ tốt nhất và được sử dụng nhiều hơn trong các lần tập trung sắp tới. Vâng, thưa quý vị, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng xuất ngoại của các cầu thủ nếu họ có khả năng. Chiều ngày 19 tháng 2, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang đã dự khán trận giao hữu giữa Hà Nội FC và Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy. Do lo ngại về dịch Covid-19 nên ban tổ chức đã không cho khán giả vào sân theo dõi cuộc đọ sức này. Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chia sẻ mục tiêu của Hà Nội FC ở mùa bóng năm nay, đó là bảo vệ thành công trước vô địch, đồng thời hướng đến những thành công cao hơn và xa hơn nữa trong tương lai. Ngoài kết quả thi đấu trên sân cỏ, đội bóng thủ đô sẽ tập trung vào hoạt động xuất khẩu cầu thủ. Ở thời điểm này, chỉ có duy nhất Đoàn Văn Hậu đang chơi bóng tại nước ngoài trong màu áo Herenveen ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.
Những cái tên khác cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm như Quang Hải, Hùng Dũng và cả Đức Huy vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân hàng đẫy. Ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ với truyền thông, bản thân cầu thủ ai cũng muốn cọ sát ở môi trường cao hơn. Môi trường cao nhất ở đây là bóng đá châu Âu. Cầu thủ phải tự xác định được đấy là một hướng đi nghề nghiệp của họ. Câu lạc bộ Hà Nội là một bàn đạp, đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng để cầu thủ có thể phát huy tố chất của mình. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ theo sát nguyện vọng của từng cầu thủ, có một kế hoạch nhất định cho từng cầu thủ một để họ có thể đạt được nguyện vọng cá nhân. Trở lại trận đấu giao hữu giữa Hà Nội và Viettel, hai đội đã cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 sau 90 phút thi đấu. Cuộc đọ sức mang tính chất thử nghiệm nên huấn luyện viên cả hai đội đã đưa ra nhiều sự thay đổi trong đội hình. Trận đấu này sẽ giúp Hà Nội và Viettel nhận ra những thiếu sót cần khắc phục trước thềm mùa giải mới. Vâng thưa quý vị, cựu huấn luyện viên của Arsenal, Arsene Wenger, hiện là giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, đề xuất phương án thay đổi luật việt vị nhằm góp phần chấm dứt những tranh cãi của VAR. Cụ thể, giáo sư Wenger cho rằng nếu một cầu thủ ghi bàn bằng bất cứ phần nào hợp lệ trên cơ thể mà phần đó ngang bằng với hậu vệ cuối cùng, còn các phần khác trên cơ thể của họ nằm trong khoảng giữa hậu vệ cuối cùng và khung thành, thì cầu thủ đó vẫn được tính không việt vị. Cựu huấn luyện viên của Arsenal chia sẻ tại buổi gala trao giải thể thao Laurier ở Berlin, điều đó sẽ giải quyết vấn đề và bạn sẽ không phải quyết định về một vài milimét hoặc một phần nhỏ cơ thể cầu thủ tấn công có ở phía trước hàng phòng ngự hay không. Đề xuất của Wenger được đưa ra sau một loạt các quyết định gây tranh cãi trợ lý trọng tài video và trong đó các bàn thắng đã không được công nhận vì một phần trên cơ thể của cầu thủ đã rơi vào tư thế việt vị. Bàn thắng của Giroud ghi cho Chelsea trong trận đấu với MU tại vòng 26 ngoại hạng Anh vừa qua đã không được công nhận vì một phần đôi giày phải của tiền đạo người Pháp đã bị việt vị. Hay như Firmino của Liverpool đã không được công nhận bàn thắng vào lưới Aston Villa vì lỗi việt vị tương tự. Wenger đã phác thảo các đề xuất của mình để trình tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội bóng đá quốc tế IFAB sẽ được tổ chức tại Bắc Ireland vào ngày 29 tháng 2. Nếu thay đổi này được thông qua, luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 và được đưa vào áp dụng tại vòng chung kết Euro 2020 diễn ra vào mùa hè này. Vâng thưa quý vị, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến gần tới việc ký hợp đồng với tiền vệ Hàn Quốc Sejong Deok để gia tăng sức mạnh cho mùa giải mới. Sau hai trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải 2020 với kết quả là một thua một hòa, dường như câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể yên tâm với lực lượng đang có của đội bóng. Chính vì vậy mà ban lãnh đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tích cực tìm kiếm những sự bổ sung chất lượng để gia tăng sức mạnh, chuẩn bị cho V-League 2020. Theo nguồn tin mới đây, Á quân của V-League 2019 đang tiến rất gần với việc ký hợp đồng với tiền vệ người Hàn Quốc Sejong Deok. Được biết, Sejong Deok từng là trụ cột của U20 Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2007-2009. Anh đã thi đấu cho nhiều câu lạc bộ của Nhật Bản như Omiya Adija, FC Tokyo, Katale Tojoma. Sau đó, tiền vệ này trở về Hàn Quốc, chơi bóng cho một số câu lạc bộ như Ulsan Hyundai, FC Anyang, Asan Mugunghwa, Busan Impact. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng ở tuyến giữa của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho một giải sắp tới, trước bối cảnh họ đang đối mặt với nhiều ca chấn thương tới từ các trụ cột trong đội. Có thể kể tới những trường hợp phải nghỉ thi đấu dài hạn như Văn Thuận hay hai ngoại binh Victor Brodel và Matthias Jadue. Ngoài Sejong Deok, đoàn quân của huấn luyện viên Chung Hae-seong đang trong quá trình đàm phán để có được sự phục vụ của cầu thủ Việt Kiều Lý Nguyễn. Theo những thông tin mới đây, khúc mắc duy nhất của thương vụ này nằm ở mức lương của Lý Nguyễn khi thi đấu tại V-League. Á quân của V-League 2019 sẵn sàng trả cho tiền vệ Việt Kiều mức lương là 10 tỷ Việt Nam đồng trên năm. Tuy nhiên, Lý Nguyễn đòi hỏi mức cao hơn là 12 tỷ Việt Nam đồng trên năm nếu trở lại Việt Nam thi đấu. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán với nhau nhằm tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này. Ngày 22 tháng 2, thị trường chuyển nhượng V-League sẽ đóng cửa. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn 3 ngày để chạy đua chữ ký của tiền vệ ngôi sao người Mỹ gốc Việt Lý Nguyễn
cũng như chốt thêm suất ngoại binh trên hàng công để kịp đăng ký tham dự V-League 2020. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.